lời Chúa là nguồn mạch tình thương và chân lý. Chúa đã ban con một Chúa là đấng cứu độ và là Chúa của chúng con. Người đã kêu gọi chúng con hợp thành hội thánh của Người để tiếp tục công trình cứu độ. Giờ đây, chúng con nài xin Chúa chúc lành cho nhà mục vụ này và nhà xứ và cho những ai sẽ sử dụng nó. Xin cho tất cả những ai đến đây đều nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô, cảm nghiệm được niềm vui trong tình bạn với con Chúa và lớn lên trong tình yêu của Người. Mời Đức Giám Mục, Đức Cha Bạn Mạc và Cha Cố cùng các ban thánh thành nhà mục vụ và nhà xứ. Cho nên là ngày ân phúc cho tất cả con cái của giáo sư Long Đức có mặt cũng như vắng mặt, và gồm cả các anh chị em lương dân và di dân sống ở trong địa bàn của giáo sư Long Đức của chúng ta. Hôm nay cũng là ngày hết sức đặc biệt vì là ngày ban làm phép nhà mục vụ nhà xứ của giáo sư chúng ta sau bao nhiêu năm mong ước và cố công thực hiện. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và niềm vui của chúng ta được tăng lên gấp bội nhờ có sự hiện diện của cha Quản Hạt, cha Chánh Sứ Tiền Nhiệm, cũng như quý cha đông đảo quý cha trong giáo hoàng, cũng như quý cha cùng lớp với cha Chánh Sứ Thomas của chúng ta, các ngài có mặt ở đây để đồng tế và dâng lễ cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện với chúng ta. Vì vậy, một lòng một chí chúng ta cùng nhau cầu nguyện trước tiên cho các con em của chúng ta sẽ được lãnh bí tích thêm trước hôm nay. Cầu nguyện cho tất cả con cái của giáo xứ Long Đức, nhất là những người nghèo, những người đau yếu, bệnh tật, những người khổ đau, những người cô đơn, các cụ già neo đơn và biết bao nhiêu các nhu cầu khác của con cái giáo sư Long Đức. Tự một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng đổ như tiếng gió lạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp, lại có những lưỡi lửa như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đổ trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng để dẫn dắt dân Chúa luôn trung thành trong đức tin, nồng nàn trong đức ái và thân hoan tiến tới đỉnh trọn lành. Rồi từng người hay nói từ đó đến dân Chúa hàng ngày có nhiều cách thực hiện để giữ cho đời sống đạo vẫn sừng quân về lại. Cho dù vì dịch bệnh chúng ta phải giới hạn lại rất nhiều, chúng ta phải tuân thủ các quy định mà giới hữu trách
đã ra cho chúng ta để giữ sức khỏe cho chúng ta và cho cộng đồng. Vui mừng chấp nhận để ban di tích thêm sức cho các con. Ta tin rằng nhờ được chuẩn bị cách xứng hợp, các con sẽ dần tiến tới một đức tin trưởng thành, ngày càng kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu, yêu mến Hội Thánh và nhiệt thành làm chứng cho Chúa Kitô bằng cả lời nói lẫn đời sống gương mẫu của các con. Cho dù còn hạn hẹp, nhưng thực sự tích cực và trao cho họ trách nhiệm công khai tuyên xưng đức tin Kitô giáo, ấn tín ban cho có khả năng và trách nhiệm để thực hiện công tác công đồ giáo dân. Anh chị em hãy cầu nguyện, lấy lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
dã vang trong chiều mưa, vồn vã cánh tay Ngài đưa, dẫn con vào niềm thương nhớ. Trên diều đào, Ngài Chúa chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa cao, tháng năm tình nguyện dâng. Chúng con cũng mới xin phép Đức Cha cho chúng con ít phút để chúng ta Đức Cha chụp chung với cha xứ và ban hành giáo chúng con tấm hình kỷ niệm. Lễ lại chúng ta không đi được đông đảo thường xuyên như hiện thời chúng ta đang thực hiện rồi các sinh hoạt khác trong giáo xứ. Dù vậy, xin anh chị em hãy cố gắng, đặc biệt xin cha giáo xứ ban hành giáo các gì hãy có những sáng kiến một vụ để giữ cho đời sống đạo giáo xứ vẫn sầm uất như thường, lại nhận lại món quà này như là sự hiện diện cụ thể của Đức Cha ở tại giáo xứ Long Đức. Và bây giờ cha muốn có mấy lời với chúng con lên những bí tích.